chương 275 chương 275, người được lợi lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ một. Sao thế, anh cầm điện thoại lên, giọng điệu đều đều, không có bất cứ chút thay đổi nào. Tôi nói này, anh mời tôi qua đây rồi vắt tôi một chỗ không thèm quan tâm thể à. Giọng nói trêu chọc cười như không cười của rót vang lên ở đầu kia. Từ sau khi kết thúc bữa tiệc hồng môn yến kia hoác hoành toàn tâm toàn ý tiếp nhận xí nghiệp hoác thị và giao dịch với Lưu Trấn, hai người gặp nhau đúng một lần trong buổi dạ tiệc đó rồi chưa gặp nhau thêm lần nào nữa. Nghe nói, hôm qua anh chàng hào hoa nổi tiếng này lại đích thân xử lý anh trai mình còn vì một cô gái mà giao nộp hết số hàng trị giá nghìn vàng ra. Chật 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 đống hàng lớn như vậy mà nộp hết lên, phải bảo tay thế nào chứ? Nhưng tôi nói này, ba anh không đánh chết anh à. Chưa được mấy ngày mà anh đã giết anh ruột mình, quá tuyệt quá tuyệt. Rod cười ha ha một tiếng, không ngừng khen ngợi hoác hoành cười nhạt tôi vừa đi ra khỏi nhà họ hoác hoàn hảo không sứt mẻ đầu kia khựng lại ba giây rồi lại phá lên cười lần nữa ba anh tức chết hay là tức điên rồi hoác hoành được a à hồ đỡ ngồi vào trong xe bình tĩnh trả lời một câu tôi rất tôn kính ba tôi rod rod ở đầu kia vẫn cười đúng 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 vậy người con hiếu thuận bận rộn này có thể bớt thì giờ gặp tôi một lần không hôm nay tôi sẽ bay hoác hoành nhìn đồng hồ trên tay còn hai tiếng nữa là đến trưa anh tính thời gian chắc chắn có thể về đúng giờ trưa rồi mới gật đầu trả lời được rồi xe lái đến khách sạn của rod hoác hoành đi thẳng vào phòng vip anh vừa vào đã nghe thấy một chàng vỗ tay chúc mừng người được lợi lớn nhất của chúng ta chiến thắng trở về rod đích thân chào đón đưa cho hoác hoành một ly rượu vang hoác hoành nhận lấy ly rượu nhưng không uống mà cười nghịch nó trong tay mất một lô hàng phải là người tổn thất lớn nhất chứ dùng một lô hàng giải quyết được anh trai anh, đáng. Rod cũng rót cho mình một ly rượu vang, sau khi cụng ly với Hoác Hoành thì uống một hơi cạn sạch. Anh ta đã quen biết Hoác Hoành nhiều năm như vậy, đã biết hết những chuyện Hoác Mân làm với Hoác Hoành anh ta luôn đợi. Đợi nhị thiểu nhà họ Hoác nhìn dịu dàng khiêm tốn này dùng thể như sấm sét lật đổ anh trai mình vào thời khắc cuối cùng thế nào rod đã nghĩ hoác hoành sẽ dùng mấy chục nghìn cách trong một đêm khiến hoác mân sống cuộc sống như tù nhân hoặc là sẽ khiến hắn nếm thử một chút mùi vị bại liệt tàn phế tóm lại đủ loại tàn khốc thảm nhất trần gian đến cả cách man dợ nhất anh ta cũng đã nghĩ đến rồi nhưng điều khiển rod bất ngờ là hoác hoành lại lựa chọn cách lưu loát dứt khoát như vậy hơn nữa còn công khai giống như tuyên bố với thiên hạ mình tự tay giết anh mình vậy gánh tiếng xấu trên người còn có thể quang minh chính đại như thế làm người ta cảm thán sự mạnh mẽ của anh ta nhưng hoác hoành vẫn ngồi im không nhúc nhích anh cục mắt không nói gì dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó vừa rồi tôi nghe được rất nhiều sự tích anh dũng của anh ở chỗ thành viên hội đồng quản trị của công ty các anh rod vỗ vai anh sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó, tò mò hỏi, nhưng mà tôi muốn hỏi một chút, sao anh biết sát thủ xuất hiện trong buổi xạ tiệc của tôi là do thành viên hội đồng quản trị của công ty các anh suối. Dục, vừa rồi lúc ăn cơm với mấy thành viên hội đồng quản trị, anh ta phát hiện thiếu mất mấy người. Anh ta biết cái người được hoác hoành gọi là chú năm đó được giải quyết ở bữa tiệc hồng môn yến rồi, vậy những người khác thì sao? Sau đó, trong lúc nói chuyện anh ta mới biết được người hoác hoành gọi là chú tư kia bởi vì tìm người ám sát hoác hoành nên bị bắn chết tại chỗ rồi. chương 276 chương 276, người được lợi lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ 2. Mà thời gian lại vừa vặn với lúc hoác hoành đi dự buổi dạ tiệc của anh ta. Nhắc tới chuyện này, hoác hoành mới ngẩng đầu lên liếc anh ta tôi chỉ biết là khoảng thời gian đó ông ta qua lại vô cùng thân thiết với hoác mân nhưng cũng không biết ông ta chính là người vạch kế hoạch sau lung những thành viên hội đồng quản trị của công ty anh nói anh tìm ra chứng cứ ngay từ đầu à đúng rồi anh nói trên người tên sát thủ kia có cái đồ gì tôi nhớ lúc ấy tôi sai người kiểm tra cẩn thận mà không có gì cả bởi vì cảm thấy quá ngoài sức tưởng tượng rod kích động đến nỗi thậm chí đoạn phía sau nói bằng tiếng anh luôn anh ta cảm thấy chuyện này quá quỷ gì khi đó rõ ràng anh ta đã nhanh hơn hoác hoành giữ thi thể tên sát thủ kia lại hơn nữa gần như lột sạch hắn ra nhưng không tìm được bất cứ món đồ khả nghi nào làm sao hoác hoành có thể tìm được tôi lừa ông ta thôi hoác hoành bình tĩnh dùng tiếng anh lưu loát trả lời trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ mấy giây sau rob mới phiền muộn phun ra một câu cái đồ cáo già tôi nói mà làm sao có thể có thứ anh tìm được mà người của tôi không tìm được chứ hoác hoành liếc anh ta cáo già không thích hợp với tôi đó là từ hình dung người tương đối giả rồi vậy anh thích hợp với cái gì rod lại rót cho mình một ly rượu vang uống ực một ngụm hoác hoành cũng lắc lắc ly rượu trong tay thong thả ông dung nhấp một ngụm rượu vang nói thông minh khóe miệng rod giật giật oán hận ném cho anh bốn chữ không biết xấu hổ lúc này hoác hoành mới cười lúc nào anh định đi chiều nay ừm lần này cảm ơn anh Rod dựa vào ghế, cười khoát tay. Tôi có làm gì đâu, ngược lại còn kiếm được một món, tôi chỉ lời không lỗ, không cần cảm ơn. Lần sau nếu như lại có chuyện tốt thế này thì nhớ gọi tôi. Thật ra vụ giao dịch vũ khí đạn dược lần này từ đầu tới cuối đều là do một mình Hoác Hoành thao túng. Không hề có việc của anh ta hơn nữa vì lần diễn xuất này, Hoác Hoành còn nhường cho anh ta một khoản giao dịch với nước M khoản lợi nhuận kia khiến anh ta kiếm được không ít mặc dù anh ta không hiểu tại sao hoác hoành muốn kéo mình vào nhưng đối với việc mua bán không lỗ vốn này anh ta vẫn vô cùng cam tâm tình nguyện cũng vì khoản giao dịch đó mà mấy lão già kia rất hài lòng với anh ta địa vị của anh ta trong gia tộc lại tăng lên một bậc vậy thì anh cứ mong đợi hoác khải lãng vẫn còn con trai đi hoác hoành mỉm cười những ánh mắt lại lạnh lùng rót uống rượu không để ý đến cái ý kỳ quái này bầu trời ngoài cửa sổ âm u lạnh lẽo tầng mây vừa dày vừa nặng giống như sợi bông trồng chất lên nhau nhiếp nhiên vẫn đang nằm ở trên giường nhìn cô vương đi qua đi lại lau bàn ghế dọn dẹp ở bên ngoài nhân lúc không bị chú ý cô kéo chăn cao lên một chút trốn ở trong chăn nhắn tin cho lệ xuyên lâm cô vốn muốn nhắn tin từ tối hôm qua nhưng hoắc hoành dính lấy mình cả đêm hại cô không dám hành động thiếu suy nghĩ sau khi nhắn xong cô nắm chặt điện thoại nằm ở trên giường đợi không lâu sau điện thoại vang lên làm lòng bàn tay cô hơi tê dại trên màn hình hiển thị một địa chỉ quán an sáng trên con phố cách khu cô ở không xa. Chương 277 chương 277, người được lợi lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ 3. Sau đó, nhiếp nhiên im lặng tắt điện thoại đi rồi gọi cô Vương. Cô Vương đang ở trong phòng khách vội vàng lau đôi tay ướt nhẹp chảy vào vì bị sốt nên giọng nhiếp nhiên hơi khàn. Cô Vương ạ? À? Cô gọi tôi có việc gì không? cô vương đứng ở cửa, dáng vẻ rất cung kính. Nhiếp nhiên mỉm cười, cháu muốn ăn cháo gà trên đường viên phúc cô có thể đi mua cho cháu một bát không? Cô vương hơi do dự và trần trừ bà là người nhị thiếu dẫn đến. Mặc dù là đến hầu hạ cô gái này, nhưng nhị thiếu nói bà không được rời đi nửa bờ óc. Hơn nữa đường viên phúc cách nơi này một đoạn ngộ nhỡ cô gái này xảy ra chuyện gì tôi bảo trợ lý của nhị thiếu đi mua cho cô một bát. Nói rồi, cô vương lấy điện thoại ra định gọi đi nhiếp nhiên cười gật đầu tốt bụng nhắc nhở được ạ à? nhưng cháu nghe nói hôm nay nhị thiểu rất bận ngay cả một bát cháo mà cổ vương cũng muốn báo cáo với nhị thiểu ngộ nhỡ anh ấy đang bận nhiếp nhiên cố ý giữ lại nửa câu sau nhưng ý tứ trong lời nói quả nhiên khiến cô vương vốn muốn ẩn điện thoại dùng tay lại cô vương cau mày trầm tư Cô gái này nói không sai, một bát cháo cũng phải làm phiền nhị thiếu, ngộ nhỡ chọc giận nhị thiếu, đến lúc đó người xui xẻo sẽ chính là mình bà không biết làm thế nào mà nhiếp nhiên cũng không dục Chỉ im lặng nhìn bà. Cô vương nhìn cô gái khoan thai trước mặt cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý, được rồi tôi đi mua. Cô ở nhà một mình nhất định đừng chạy loạn, nếu không tôi sẽ không biết ăn nói thế nào với nhị thiểu cả. Cô yên tâm đi, bây giờ cháu rất đói, không đi đâu được cả. Nhiếp nhiên vội gật đầu. Vậy được rồi, tôi sẽ đi ngay. Cô Vương nghe thấy cô bảo đảm, lúc này mới cởi tạp dề ra, cầm ví tiền vội vàng đi ra ngoài nhấp nhiên vẫn nằm ở trên giường. Lắng tai nghe tiếng bước chân xa dần phía cầu thang. Sau khi xác định cô Vương sẽ không quay lại, cô mới nhảy khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo, lại rửa mặt trang điểm, sau đó vội vàng xuống tầng đề phòng bất chắc cô cố ý đi vòng qua cổng sau. Cô đã đỡ hơn chút nào chưa? hôm qua anh ta đi làm nhiệm vụ về nghe thấy các cảnh sát nói nhiếp nhiên bị hoác hoành đưa đi rồi vì thế không dám nhắn tin cho cô khó khăn lắm mới đợi được tin nhắn của cô anh ta vội vã muốn hẹn gặp cô muốn xem tình hình sức khỏe của cô thế nào rồi nhưng thấy cô như thế này anh ta bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình trời lạnh như thế này mà lại bảo cô chạy ra ngoài ngộ nhỡ lại bị cảm thì làm thế nào đã giảm sốt rồi giọng nhiếp nhiên khản đặc khiến lệ xuyên lâm không nhịn được cau mày lại sao lại sốt nghiêm trọng thế nghiêm trọng sao nhiếp nhiên hắng giọng hình như đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua rồi nhưng bây giờ thứ cô để ý không phải là chuyện cảm cúm còn con này cô vội vàng hỏi có phải tôi đã hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ rồi không người đã bị bắn chết hàng cũng bị giữ lại hơn nữa không phải hôm qua cục trường kia nói đã tìm được điểm cất giấu rồi à Chương 278 chương 278, người được lợi lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ 4. Nhiếp nhiên nói nhanh, cong ngón trỏ lại gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh lanh lành, lúc nào thì tôi có thể rời khỏi nơi này. Nửa tháng nữa, lâu như vậy à, nhiếp nhiên hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói không phải hoàn thành nhiệm vụ xong, về cơ bản 2-3 hôm sẽ phải trở về sao? Sao đến mình lại có thể là nửa tháng được? Tôi xin nghỉ ốm cho cô. Hơn nữa còn thu xếp chuyện đơn vị tiếp theo cho cô. Vẻ mặt Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự dịu dàng hiếm có. Tốt quá rồi, tôi có thể thả lỏng nửa tháng. Nghĩ đến hơn nửa tháng nghỉ ngơi, Nhiếp Nhiên bắt đầu âm thầm sắp xếp xem nên dùng khoảng thời gian nửa tháng quý giá này thế nào, nửa tháng sau tôi sẽ đưa cô về doanh trại. Em, mấy ngày tới cô có thể nghỉ ngơi. Được, Nhiếp Nhiên gật đầu, cứ nhìn Lệ Xuyên Lâm mãi, dường như đang đợi câu nói tiếp theo của anh ta nhưng cuối cùng phát hiện chỉ là hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ cô không nén nổi cau mày hết rồi à lệ xuyên lâm lại gật đầu hết rồi nhiếp nhiên nổi giận vậy anh gọi tôi ra ngoài làm gì cô còn tưởng là lệ xuyên lâm có chuyện gì quan trọng muốn nói với cô hoặc là muốn dẫn cô rời đi cuối cùng lại không có gì cả vậy anh ta bảo một người bệnh như vậy chạy ra ngoài lúc trời lạnh như thế này làm gì những chuyện này hoàn toàn có thể nhắn tin cô dụ cô vương ra ngoài như vậy rất nguy hiểm ngộ nhỡ bị hoác hoành biết nhất định sẽ bị nghi ngờ lệ xuyên lâm phía đối diện không lên tiếng Nhất nhiên oán hận lườm anh ta nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy về may mà lúc cô về đến phòng cô vương vẫn chưa về cô cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn nhanh như một làn khói cô trốn ở trong chăn âm thầm suy tính xem đợi đơn vị thông báo rồi mới về nhà hay là nhân nửa tháng này về nhà trước một chuyến so chiều với người phụ nữ kia những ngày qua vì nhiệm vụ này, cô đã nhẫn nhịn không ít rồi nghĩ tới đây, khóe miệng nhiếp nhiên lạnh lùng cong lên. Nhiếp nhiên ở bên này yên lặng chờ. Nhưng Hoác Hoành ở trong phòng VIP khách sạn đã không thể nào chờ được nữa. Anh không tập trung nói một số kế hoạch năm tới với Rod. Nhưng Rod lại phát hiện Hoác Hoành liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, vì vậy không nhịn được hỏi một câu, anh có việc gì à? Ừm, Hoác Hoành không kiên nhẫn gật đầu, sau đó dường như không chịu được nữa ném lại một câu, buổi chiều lên đường thuận lợi. Nói rồi, anh đặt ly rượu trong tay xuống. Rod vuốt cầm, dáng vẻ từng chảy nói, chật 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 nhìn cái bộ dạng gấp gáp của anh là biết đi hẹn hò rồi được rồi, được rồi, tôi không làm lỡ nhị thiểu ân ái với bạn gái nữa. Hoác hoành bị anh ta trêu đùa, khóe miệng cong lên như ngầm thừa nhận. Sau khi lên xe, hoác hoành dục A Hồ nhanh chóng về nhà, trong lòng anh luôn cảm thấy cô gái kia sẽ không ngoan ngoãn ở nhà một mình như vậy, vì vậy chặng đường lái xe vốn một tiếng bị rút ngắn lại nửa tiếng lúc anh vào nhà cô vương đang bận rộn trong phòng bếp mà người nào đó ở trên giường trong phòng ngủ đang vui vẻ ăn cháo gà nhìn cô rất bình tĩnh không hề như anh dự tính cô vương ở phòng bếp nghe thấy tiếng động ở cửa quay đầu lại mới phát hiện nhị thiếu lại về sớm như vậy bà vội vàng đi tới cung kính chào nhị thiểu vì trong nhà có người bệnh cho nên bật lò sưởi rất ấm áp hoác hoành cười âu phục ra hỏi sao rồi buổi sáng cô ấy có chỗ nào không thoải mái không cô vương lắc đầu không ạ à? buổi sáng cô ấy ăn mấy bát cháo nhìn tinh thần không tệ mấy bát hoác hoành nghe thấy vậy thì cười gật đầu anh bảo cô vương tiếp tục đi làm việc còn mình thì đẩy xe lăn vào phòng tôi chưa từng thấy cô gái nào bị bệnh mà yên tĩnh như em hoác hoành cười nói không phải nói con gái bị bệnh rất yếu ớt sao Huống chi vết thương ở eo cô còn không dùng thuốc tế để giảm đau, theo lý mà nói bây giờ cho dù cô không đau đến lăn lộn. Nhưng cũng phải có chút phản ứng chứ vậy cũng không tệ. Hoác hoành nhìn bát cháo lớn trống không ở tủ đầu giường. Nhiếp nhiên lạnh lùng châm chọc một câu, miếu nhỏ không chứa được tượng Phật lớn. Bây giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, hoác hoành không tạo ra được kiềm chế với cô nữa. Cho nên cô cũng có thể tu lại bộ dạng nhút nhát kia những ngày qua bởi vì nhiệm vụ mà cô phải tạm nhún nhường cuối cùng cũng không cần bị áp chế nữa rồi sau khi nghe thấy nhiếp nhiên nói câu kia hoác hoành nhìn sang phía cô khóe môi cong lên vẫn chưa hết giận tám quỷ hẹp hòi nhiếp nhiên không hề để ý đến giọng điệu cương triều của anh ta dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy cô đã quen rồi nhiếp nhiên tự nhiên ăn cháo không hề phản ứng với anh ta hoác hoành bị lạnh nhạt đành đổi chủ đề cháo gà ở đầu ra thế chủ đề chính đến rồi nhiếp nhiên làm như không để ý, trả lời, tôi bảo cô Vương đi mua, anh muốn ăn không? Hoác hoành như có như không nhìn cô, mỉm cười nói, được. Cho tôi một bát, anh cũng múc cho mình một bát ngồi ở cạnh giường nhiếp nhiên chậm rãi ăn. Nhiếp nhiên thấy anh không tiếp tục đào sâu, lúc này mới yên tâm ăn cháo nhưng đúng lúc này, hoác hoành lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói với cô một câu, vừa rồi em đã đi ra ngoài à? Nhiếp nhiên đang cúi đầu ăn cháo, nghe thấy câu này, hàng lông mi khẽ run lên. chương 279 chương 279, nụ hôn đánh cắp giết người một. Cô không tin có mấy bước chân từ phòng khách đến phòng ngủ mà anh ta có thể nhìn ra mình ra khỏi nhà người đàn ông này nói chuyện nửa vời như thế, nói không chừng là đang lừa mình. Cô không thể dễ dàng mắc bẫy của anh ta như vậy. Sao anh lại hỏi như vậy? Nhiếp nhiên suy nghĩ một chút cô làm ra vẻ bình tĩnh ăn một miếng cháo, không trả lời mà hỏi ngược lại hoác hoành ăn cháo trả lời tôi tùy tiện đoán thôi em không cần để ý nhiếp nhiên nhìn anh nhìn đi biết ngay người đàn ông này thích chơi trò này mà nếu như không phải tố chất tâm lý của mình tương đối mạnh mẽ có lẽ chỉ cần một câu nói như vậy của anh ta chắc đã sớm hốt hoảng hiện hình rồi nhiếp nhiên cảm thấy bây giờ nhiệm vụ đã xong cũng là lúc giải tán rồi vẫn nên sớm tiễn pho tượng phật này đi mới được cô đặt bát cháo lên tủ đầu giường sau khi sắp xếp lời nói trong lòng mấy lần cô mới liếc mắt nhìn về phía hoác hoành ngài hoác tôi đã hạ sốt rồi đã không có gì đáng lo nữa cho nên tôi nghĩ cô muốn dùng từ ngữ uyển truyền hơn nhưng không ngờ hoác hoành lại thẳng thắn dứt khoát hơn mình em muốn qua cầu rút ván à hoác hoành mỉm cười nhưng đáy mắt lại lạnh lùng nhiếp nhiên càng thận trọng hơn không phải tôi chỉ cảm thấy không thể phiền ngài hoác nữa hoác hoành cũng đặt bát cháo sang bên cạnh nhanh nhẹn lau miệng tôi không cảm thấy phiền nhưng tôi cảm thấy rất phiền. Nhiếp nhiên yên lặng oán thầm một câu. Nhưng mà ngài hoắc tôi. Nhiếp nhiên vẫn định nói gì nữa. Nhưng hoắc hoành đã xoay người đẩy xe lan đi ra phòng khách. Bàn thực đơn bữa tối với cô vương nhiếp nhiên nhìn cái dáng vẻ nam chủ nhân của anh ta trong phòng khách thật sự tức điên lên. Vừa rồi ở trên đường cô đã nghĩ xong rồi, dù sao cũng có nửa tháng, không bằng về nhà một chuyến, thế nào cũng phải gặp mặt người phụ nữ thân ái kia thuận tiện báo thù cho chủ cũ của cơ thể này. Cô không thích nợ ân huệ em đang xem cái gì thế hoác hoành vừa mới bàn thực đơn bữa tối với cô vương xong quay đầu lại thấy cô yên tĩnh ngồi ở trên giường cụp mắt khóe miệng lướt qua ý cười lạnh cực nhanh chuyện này làm anh không nhịn được tò mò cô gái nhỏ này có vẻ mặt như vậy về cơ bản không coi là chuyện gì tốt không biết lại đang tính toán gì trong lòng rồi hoác hoành đẩy xe lăn vào phòng cô dịch lại gần nhìn màn hình điện thoại của cô phát hiện cô đặt vé xe mấy ngày gần đây trên mạng anh cau mày em muốn đi đâu ngón tay nhấp nhiên không ngừng nhảy múa trên màn hình, không ngừng đầu lên trả lời, tôi muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút dù sao cũng mất việc rồi. Cô không tin mình đã nói như vậy rồi, Hoác Hoành vẫn có thể không hiểu ý mình. Nếu như nói không biết, vậy chỉ có thể là anh ta giả ngu thôi, em có thể đến chỗ tôi làm. Quả nhiên Hoác Hoành không phụ sự mong đợi của mọi người mà giả ngu, tôi thấy em làm thư ký chỗ lưu trần vô cùng tốt. Hay là đến làm thư ký cho tôi đi nói rồi anh định lấy điện thoại ra gọi cho bộ phận nhân sự nhiếp nhiên giật mình vội vàng cướp điện thoại của anh thì động đến vết thương bên eo đau đến mức cau mày lại không sao chứ hoác hoành thấy sắc mặt cô tái mét anh vội vàng để điện thoại xuống tới đỡ cô khẽ mắng em không biết mình bị thương à còn cử động mạnh vậy tôi không muốn đi làm sau khi dựa lại vào gối nhiếp nhiên nói với anh chương 280 chương 280, nụ hôn đánh cắp giết người hai. Vậy em muốn làm gì? Tôi muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, mấy tháng này quá đáng sợ rồi. Hoác hoành nghe thấy câu đáng sợ của cô, bàn tay vốn định chỉnh góc chắn cho cô khựng lại. Sau đó vẻ mặt vẫn không thay đổi, vậy em định khi nào thì đi. Hai hôm nữa đi, nhiếp nhiên dùng cái tay còn lại lướt màn hình, tra chuyến xe gần nhất hoác hoành thấy cô vội vàng như vậy chân mày khẽ cau lại sau đó suy nghĩ một chút lại nói em để tuần sau hãy đi vết thương của em vẫn cần thay thuốc mấy lần nhiếp nhiên suy nghĩ cảm thấy hoác hoành nói cũng đúng cô phải dưỡng thương cho thật khỏe rồi mới trở về nếu không đến lúc đó cơ thể yếu ớt ngã khuyêu, nói không chừng người phụ nữ thân ái kia lại giở trò gì đó cô gật đầu đổi chủ đề ừm tôi cũng tạm thời chưa nghĩ ra sẽ đi đâu chỉ tùy tiện xem thôi hoác hoành liếc thấy cô lại tùy ý ấn mấy khu phong cảnh tham quan sau đó tắt điện thoại đương nhiên biết cô cố ý làm xáo trộn tầm mắt mình chú ý nghỉ ngơi đừng để mệt mỏi quá anh bổ sung thêm một câu sau đó đẩy xe lan đến bên cạnh cửa sổ mở laptop của mình ra nhiếp nhiên dựa vào giường thấy hình như anh định làm việc kinh ngạc hỏi anh không đến công ty à bây giờ mới là buổi trưa cả buổi chiều anh ta không ở công ty sẽ không sao chứ hơn nữa không phải gần đây anh ta mới tiếp nhận hoác thị sao? Quản lý một công ty lớn như vậy. Hoác hoành đầy gọng kính vàng của mình lên, bình tĩnh nói, không được sao. Được tôi chỉ sợ ngộ nhỡ anh có tài liệu gì quan trọng để lộ ra ở chỗ tôi, đến lúc đó tôi lại bị cuốn vào xui xẻo. Nhiếp nhiên vô tội xoắn vạt áo chậm rãi nói. Hoác hoành bị cô châm chọc như vậy, lập tức hít sâu một hơi cô gái nhỏ này lại biết phản công rồi à anh đã quen với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cô mỗi lần khó chịu bất an. Đột nhiên cô lại hơi lộ bản chất khiến anh không quen. Yên tâm đi, thứ tôi có thể lấy ra làm việc đều không phải là tài liệu quan trọng gì. Anh bực bội trả lời lại ồ, vậy thì tốt. Nhìn nhấp nhiên giống như thở phào. Hơi anh vừa hít vào lập tức bị nghẹn ở ngực. Hình như em rất ghét tôi. Hoác hoành cố nhịn, mỉm cười hỏi v e b t r u i e n o n l i n e c o m không phải giống như là ghét rất rõ ràng. Nhiếp nhiên bồi thêm một câu trong lòng. Nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ thuần khiết ngây thơ. Cô lắc đầu nói, không, tôi chỉ không muốn ngài hoác lại mất hàng mất tiền nữa, không có lợi lắm thôi. Hoác hoành ý tứ nhìn cô, chỉ cần không mất người là được rồi. Cả buổi chiều hai người đều ở chung một phòng. Mặc dù thời tiết bên ngoài không tốt đám mây xám dịt u ám, nhưng bên trong phòng lại ấm áp yên tĩnh. Chương 281 chương 281 nụ hôn đánh cắp giết người ba. Một người nằm ở trên giường nhàm chán nhắm mắt nghỉ ngơi một ngồi ở trước cửa sổ đang trao đổi trực tuyến với đối tác bên kia Thái Bình Dương về kế hoạch hợp tác năm tới nhiếp nhiên vốn muốn nghe nội dung phương án của bọn họ nhưng dần dần phát hiện thật sự chỉ là hợp tác đơn thuần cô hơi buồn chán lại thêm uống thuốc cảm nên đầu óc mê man cuối cùng cô dần dần nghiêng đầu lên gối ngủ gà ngủ gật trong căn phòng ấm áp dưới cuộc bàn bạc bằng tiếng anh lưu loát của hoác hoành hoác hoành ở bên cửa sổ vốn đang nói chuyện ngẩng đầu lên nhìn phát hiện người trên giường đã ngủ rồi vẻ mặt cô lúc ngủ rất điềm tĩnh lông mi phủ xuống thành bóng mờ đôi môi mềm mại đỏ mọng kia là thứ anh nhung nhớ bấy lâu nay trái tim anh chợt xuyến sao đối tác ở đầu kia máy tính phát hiện hoác hoành không nhìn về phía mình đành phải nhắc nhở mấy câu ai ngờ một giây tiếp hoác hoành lại gấp laptop lại anh đặt máy tính sang bên cạnh đẩy xe lăn đến cạnh giường anh cứ ngồi ở đó như vậy nhìn chằm chằm vào đôi môi cô sau đó anh nín thở cúi người xuống nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại nhất kia trong miệng kiên nhẫn lướt nhẹ trên môi cô bởi vì hai lần trước nhiếp nhiên phản kháng dữ dội cho nên anh không dám có hành động quá lớn, đề phòng làm cô thức giấc sẽ cho anh một cái bạt tai. Mà nhấp nhiên trong giấc mơ chỉ cảm thấy môi mình ươn ướt theo bản năng liếm môi, lại không ngờ khiến hoác hoành chấn động trong lòng cái lưỡi mềm mại không thể miêu tả kia liếm vào khóe miệng anh. Bụng dưới anh lập tức căng lên anh vội ngồi thẳng dậy, sợ mình quá mê muội sẽ phạm sai lầm. Hoác Hoành thở hồn hền, đôi mắt vốn điềm đạm dưới mắt kính giống như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt nhìn nhiếp nhiên trên giường bạn đang đọc truyện tại web trên online. Còng anh không dám nhìn cô tiếp, quay người quay lại bên cửa sổ bình tĩnh mấy giây, rồi lại mở máy tính ra. Đối tác ở đầu kia vốn còn tưởng là máy tính của mình bị hỏng, đang định khởi động lại thì thấy gương mặt Hoác Hoành đột nhiên lại xuất hiện, bị dọa giật mình. Chuyện gì thế? máy tính xảy ra chút sự cố, bây giờ mới sửa xong, Hoắc Hoành nói dối, sau đó cố gắng tập trung bàn bạc vấn đề giá cả với đối tác. Không biết có phải là ảo giác không, đối tác kia cảm giác hình như Hoắc nhị thiếu trước mắt có gì đó bất thường, lạnh lùng hơn mấy phần, trong giọng nói cũng hơi gay gắt. Vì vậy, nhờ phúc của Nhiếp Nhiên, hợp đồng Hoắc Hoành vốn định đánh trường kỳ kháng chiến với đối phương lại chỉ mất có 2 tiếng rưỡi để bàn xong. Hơn nữa thành công khiến đối phương nhường 5% cuối cùng cũng áp chế được suy nghĩ không đúng đắn trong lòng xuống, hoác hoành vừa mới gặp máy tính lại, nhấp nhiên trên giường cũng vừa vạn tỉnh dậy lúc cô mở mắt ra. Nhìn thấy hoác hoành cách đó không xa, chỉ cảm thấy hỏng bét rồi. Đáng chết, cô kiên quyết không thể uống cái thuốc đó nữa. Lần nào uống cũng buồn ngủ, hơn nữa còn không biết gì như vậy cô đột nhiên tưởng niệm cơ thể bách độc bất xâm ở kiếp trước. Cho dù là độc tố số 30 nhất của nước M cũng không thể khiến cô sinh ra bất cứ ảo giác nào em dậy rồi à? Hoác hoành đặt máy tính sang bên cạnh, khẽ cười nhìn về phía cô nhấp nhiên nhìn quần áo mình, không bị động đến vì vậy, cô ừ một tiếng, vén chăn lên xuống giường. Trường 282 chương 282, nụ hôn đánh cắp giết người bốn xúc miệng rửa mặt xong cô ngồi ở trước bàn ăn trong phòng khách nhìn cả bàn ăn toàn rau cây luộc cô lập tức cau mày lại tại sao lại thanh đạm vậy không chỉ thanh đạm mà ngay cả một miếng thịt kho tàu cũng không có hoắc hoành đẩy xe lăn đi ra ngoài em bị thương nên phải ăn kiêng bác sĩ nói không được ăn đồ chua cay tôi đâu có yếu ớt như vậy chỉ có chút xíu thương tích trước kia lúc huấn luyện dù có bị thương thì chỉ cần là đồ ăn được cô đều nhét vào bụng đầu có kiêng khen nhiều như thế hoắc hoành này đúng là chuyện bé xé ra to nhiếp nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không ngờ vẫn bị Hoắc Hoành nghe thấy. Em còn từng bị thương nghiêm trọng hơn à? Nhiếp nhiên tưởng là anh ta nghi ngờ, thầm nghĩ mình khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, không thể để anh ta bắt thóp được như vậy sẽ không có lợi lắm. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đúng vậy, lần trước trong buổi dạ tiệc của ngài Rod, vết thương trên cổ cũng coi là tương đối nghiêm trọng đúng không? nhiếp nhiên có ý muốn châm chọc anh ta mấy câu quả nhiên hoác hoành lập tức thu hồi ánh mắt vốn nghi ngờ quan sát cô lại cúi đầu bắt đầu ăn cơm cô gái này cố ý khiến mình mất mặt mà riêng ngày hôm nay đã châm chọc mình hai lần rồi càng ngày càng to gan tuần đó mặc dù nói là chăm sóc nhưng thật ra hoác hoành rất bận trừ buổi chiều hôm đó ở lại phòng trọ của nhiếp nhiên ra về cơ bản ban ngày anh đều ở trong công ty cô vương sẽ ở nhà cô chăm cô thỉnh thoảng mắc hoành sẽ gọi điện thoại tới hỏi mấy câu tan làm anh mới về ăn cơm nói chuyện với nhiếp nhiên buổi tối bôi thuốc cho cô xong rồi nằm trên sofa trông cho cô ngủ nhiếp nhiên vốn còn tưởng tên cầm thú này đến buổi tối sẽ biến thân thành chó sói nhưng mấy đêm tiếp theo phát hiện anh ta đều ngoan ngoãn nằm ở trên sofa trong phòng khách không có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào con sói đói đột nhiên hóa thân thành con chó trung thành, chuyện này khiến nhiếp nhiên không thích ứng được nhưng cũng may là được cô vương hết lòng chăm sóc nên vết thương của cô rất mau khỏi. Hơn nữa lúc rửa mặt cô phát hiện sắc mặt mình cũng hồng hào hơn hẳn. Cảm sốt về cơ bản đã khỏi rồi, vết thương trên eo cũng đã kết vảy nhưng vậy mà lại có người không chịu đi, nói là muốn quan sát xem liệu có bị nhiễm trùng không. Vết thương của ai kết vảy rồi còn nhiễm trùng được hả? Nhiếp nhiên rất khinh bì cái cớ của Hoác Hoành. Thôi mặc kệ anh ta đi dù sao mình tự thu dọn đồ rồi đi là được anh ta muốn ở chỗ này bao lâu thì ở hai ngày cuối tuần cô đã đặt xong vé xe vào thứ ba tuần sau và tự mình thu dọn đồ đạc mà hai ngày đó hoác hoành ngồi ở bên cạnh xử lý chuyện công việc lại rất lãnh đạm không hề có ý giữ cô lại giống như không nhìn thấy chuyện này làm nhiếp nhiên khỏi phải mất công kiếm cớ bởi vì chỉ đến để làm nhiệm vụ cho nên cô không mang nhiều đồ sau hai ngày vừa dọn vừa chơi đã xong hết rồi nhưng đúng lúc cô gói ghém xong định nghỉ ngơi hai ngày chuẩn bị lên đường thì lệ xuyên lâm lại đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn nhiếp nhiên không nhịn được tò mò đã hoàn thành nhiệm vụ rồi tại sao còn phải gặp nhau không phải lại xảy ra chuyện rắc rối gì rồi chứ nhiếp nhiên nghĩ đến đám cảnh sát không đáng tin cậy kia cộng thêm vì tấm huy chương chiến công của mình nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ tìm thời gian lén chạy ra ngoài anh có chuyện gì mà không thể nhắn tin cho tôi luôn lại cứ bắt tôi phải ra ngoài làm gì đến nơi thấy lệ xuyên lâm ngồi ở đó, nhiếp nhiên không nhịn được oán trách. chương 283 chương 283, nụ hôn đánh cắp giết người năm. Lần nào nhắn tin anh ta cũng chỉ nhắn mỗi địa chỉ, không nói là chuyện gì khiến người ta vô cùng lo lắng cô thật sự đã chịu đủ lắm rồi. Có chuyện rất quan trọng. Lệ Xuyên Lâm thản nhiên trả lời vậy anh mau nói đi, may mà tôi đặt vé về nhà vào ngày mai nếu không tôi còn phải chạy từ bến xe về mất nhiếp nhiên lẩm bẩm tỏ vẻ không vui đột nhiên cửa phòng vệ sinh trong phòng vít mở ra một giọng nói vang lên em định về nhà à nhiếp nhiên theo giọng nói nhìn sang hóa ra là phương lượng đã lâu không gặp sao thầy lại đến đây không phải nói là em được nghỉ ngơi nửa tháng sao nhiếp nhiên kinh ngạc nhìn phương lượng đang đi đến chỗ mình anh ta nghiêm túc ngồi ở bên cạnh nhiếp nhiên tôi nghĩ em không đi được rồi Tại sao, nhiếp nhiên cau mày nhìn anh ta. Phương lượng nhìn cô, do dự hai giây sau đó mới lên tiếng, phía trên mới giao cho em một nhiệm vụ. Cái gì, nhiếp nhiên nhảy phát lên khỏi ghế, trừng mắt nhìn anh ta. Thầy nói đùa à, cô không nghe nhầm chứ. Lại có nhiệm vụ đây là ý gì, không ngừng giao cho cô nhiệm vụ, là muốn cô không chết ở trong nhiệm vụ thì vĩnh viễn đừng mong trở về à. Rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh gì, lại giấu được ông già đó mà giờ trò độc ác như vậy không phương lượng lắc đầu thật ra đến anh ta cũng không hiểu tại sao nhiếp nhiên phải liên tục làm nhiệm vụ rõ ràng cô chỉ là một tân binh mà thôi hơn nữa nhiệm vụ lần này anh ta thậm chí còn chưa kịp kháng nghị đã bị đại đội trưởng gạt đi nói là không thể coi thường nhiệm vụ phải hoàn thành nhiếp nhiên mang mặt u ám ngồi lại xuống ghế em là một tân binh ra ngoài làm nhiệm vụ lần này đã là trái với quy tắc rồi phương lượng thấy giọng cô lạnh như băng không còn sự nóng nảy vừa rồi nữa đây là biểu hiện của mưa bão sắp đến. Lúc trước ở trong điện thoại, anh ta đã được nếm thử cảm giác này. Phương Lượng đang nghĩ xem chọn lọc từ ngữ thế nào thì Lệ Xuyên Lâm đã tiếp lời, lần này không phải là nhiệm vụ của đội tôi, mà là đơn vị các cô trực tiếp hạ lệnh. Nhiệm vụ của đơn vị? Chẳng lẽ bảo cô đến nơi loạn lạc sống mới một trận à? Lần này người phụ nữ kia thế không giết chết mình không thôi rồi nghĩ tới đây, ánh mắt nhấp nhiên rét lạnh dám làm như vậy với cô. Tốt, rất tốt, lần này cho dù nhận nhiệm vụ cô cũng phải về trước một chuyến, hành hạ người phụ nữ kia đến chết rồi mới quay lại tiếp tục rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Cô câu chặt mày, lạnh giọng nói. Phương Lượng lấy túi giấy ra khỏi ngực đưa đến trước mặt nhiếp nhiên, đây là nhiệm vụ của cô. Phía trên bị dán chặt hoàn hảo không tổn hao gì, không có dấu vết bị mở ra. Chắc Phương Lượng chưa mở ra xem thầy không biết à. Nhiếp nhiên kinh ngạc nhìn anh ta. Phương Lượng gật đầu, nói là nhiệm vụ bí mật trừ em ra, người khác không thể xem nhiếp nhiên nghe xong thì nhướng mày lên, nhận lấy. Nhiệm vụ bí mật gì mà ngay cả phương lượng là giáo quan của mình cũng không có quyền xem, chẳng lẽ nhiệm vụ còn khó hơn lấy trộm tài liệu của Lưu Trần à? Cô mở túi giấy ra, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng cùng với một khẩu súng. Súng, phải ác chiến bằng hỏa lực thật à? Nhiếp nhiên cong khóe miệng lên chế diễu, nhìn khẩu súng màu xám bạc ngắn nhỏ trong tay mà lệ xuyên lâm và phương lượng sau khi nhìn thấy khẩu súng đó vẻ mặt lập tức thay đổi chuyện này. Một tân binh cần cầm súng đi làm nhiệm vụ, người phía trên bị điên rồi à? Nhiếp nhiên ở đơn vị nhưng chưa bao giờ sờ đến sủng chưa nói đến việc ngắm bắn có chuẩn hay không? Áp lực tâm lý lúc nổ súng mang tới cũng là một chuyện hoàn toàn không bình thường. Cho dù là người quanh năm tập bắn nhưng lúc bắn súng thật cũng sẽ do dự càng đừng nói là tân binh như cố một viên đạn bắn ra, một người ngã xuống trong vũng máu có lẽ bóng đen tâm lý kia sẽ đi theo cô, hành hạ cô suốt đời. Bọn họ đang cuống hết cả lên, còn nhiếp nhiên sau khi nhìn thấy tờ giấy nhiệm vụ, gương mặt vốn rét lạnh từ từ hòa hoãn lại hóa ra không phải là chuyện tốt người phụ nữ kia làm nhưng mà. Nhiệm vụ này thật sự rất thú vị. Nhiếp nhiên cong khóe miệng lên thành một độ công tích thú, sau đó cầm cái bật lửa trên bàn ăn lên, thẫn thờ đốt tờ giấy kia dưới ánh lửa chiếu rọi trên mặt cô hiện lên nụ cười quỷ dị, những ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn ngọn lửa dần dần nuốt trường tờ giấy kia cho đến lúc cháy thành cho bụi. Phương Lượng nhìn vẻ mặt cô, không nhịn được nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, nhiệm vụ có nguy hiểm không? Bởi vì là nhiệm vụ bí mật, Phương Lượng biết không thể hỏi quá nhiều, nhưng là giáo quan. Anh ta lại thật sự không yên tâm với thái độ vừa rồi của nhiếp nhiên, chỉ có thể hỏi vòng. Không nguy hiểm, chỉ muốn em ám sát một người mà thôi em càng ngày càng yên tâm với cách đối xử của đơn vị với tân binh rồi. Nhếp nhiên dựa vào ghế, mỉm cười. Thật sự là giết người à? Nhếp nhiên gật đầu, khóe miệng lộ ra ý cười, nghịch khẩu súng trong tay. Đúng vậy, thật là coi trọng em, còn cho em một khẩu súng của John Browning nữa. Đây không phải là làm liều sao? Phương lượng đập mạnh bàn đứng lên, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Rốt của cấp trên bị làm sao thể lại bảo tân binh đi làm nhiệm vụ ám sát đây không phải là đem tính mạng của nhiếp nhiên ra đùa à mặc dù anh ta biết có lẽ cô gái này lợi hại hơn những người mới kia rất nhiều nhưng cho dù có lợi hại thế nào thì ở trong lòng anh ta nhiếp nhiên vẫn là một tân binh chưa chính thức trở thành quân nhân chuyên nghiệp chưa từng sờ vào súng Nhiếp nhiên cúi đầu xuống không nói gì, nhưng ý cười ở khóe miệng càng ngày càng sâu, đầu ngón tay từ từ lướt qua thân súng lạnh như băng lâu lắm rồi không chơi súng, thật sự hơi hoài niệm. Đừng có làm nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ quỷ quái gì không biết. Phương lượng gần như bùng nổ. Gớp lấy khẩu súng trong tay cô, bỏ vào trong túi giấy rồi định đi, cùng lắm thì tôi báo cáo vượt cấp, báo từng cấp một tôi không tin không có ai đứng ra nói chuyện. Đây là lần đầu tiên nhiếp nhiên thấy phương lượng tức giận. Ừm, thật thú vị có điều cô cảm thấy nhiệm vụ này rất vui không chơi một lần nhất định sẽ hối hận cả đời nhiếp nhiên lập tức giữ lấy cổ tay phương lượng khiến anh ta không thể động đậy sau đó lấy lại cái túi giấy trong tay anh ta em cảm thấy nhiệm vụ lần này rất hay cô cười sung sướng phương lượng nhìn mà ngẩn ra thế này không giống tính cách của nhiếp nhiên hơn nữa trong nụ cười kia cứ lộ ra sự kỳ quái chương 284 chương 284, thân phận đối lập cùng lắm thì theo anh ta một. Thầy đến đây chính vì đưa cho em cái này à? Nhiếp nhiên chi khẩu súng đang phản chiếu ánh sáng trong tay mình. Khụ khụ, phương lượng do dự khẽ ho mấy tiếng, à thì thật ra chủ yếu là hôm qua lúc đi tìm tên này tôi nghe thấy người trong cục cảnh sát đồn đại ẩm ý lên. Đồn đại ầm ý, đồn đại cái gì? Nhiếp nhiên tùy ý hỏi chính là chuyện hoác hoành vì cứu một người phụ nữ mà không tiếc nộp hết lô hàng giá trị mấy trăm triệu lên mặc dù nói là tin đồn nhưng phương lượng vẫn nhìn chằm chằm cô gái đang nghịch điện thoại trước mặt sau đó thì sao cô tựa lưng vào ghế lúc này mới ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn anh ta bọn họ nói người này hình là em gần tối qua anh ta mới đến cục cảnh sát muốn nói chuyện liên quan tới tiến độ của nhiệm vụ lần này với lệ xuyên lâm cùng với nhiệm vụ mới này Lần trước, Lệ Xuyên Lâm nói đã giải mã được mật mã trong điện thoại với mình, về cơ bản nhiệm vụ của nhiếp nhiên sắp kết thúc rồi, cho nên anh ta càng thêm vội. Bây giờ hầu hết các tân binh của đội tân binh hồi đầu đã vào quân ngũ, hơn nữa đều đã huấn luyện được hơn một tháng rồi nếu như nhiếp nhiên vẫn không vào quân ngũ. Vậy thì sẽ không theo kịp tiến độ huấn luyện. Khó khăn lắm anh ta mới vào được cục cảnh sát nghe thấy Lưu Trần đã bị bắn chết, vụ án đã kết thúc rồi nhưng anh ta còn chưa kịp mừng thay nhiếp nhiên thì đã nghe thấy cả cục cảnh sát lan truyền rầm rộ chuyện hoác hoành vì anh hùng cứu mỹ nhân mà vứt bỏ nghìn vàng. Mà người kia lại là học viên của anh ta nhiếp nhiên. Sau khi nghe được tin tức này, anh ta... Vẫn không tin lắm. Cố ý hỏi Lệ Xuyên Lâm mặc dù nghe được từ chỗ Lệ Xuyên Lâm là hình như hoác hoành tự mình đa tình yêu cô đơn phương, nhưng mà ném nghìn vàng bỏ lô hàng hóa giá trị hơn trăm triệu vì một người phụ nữ nói thật chuyện này thực sự quá hấp dẫn nhiếp nhiên có thể nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái gặp tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thế này sẽ không dao động thật à nghĩ tới đây anh ta vội nhìn chằm chằm nhiếp nhiên sở sẽ bỏ sót bất cứ điểm nào khả nghi w e b t r u i e n o n l i n e c o m nhưng không ngờ nhiếp nhiên rất tự nhiên gật đầu vâng đúng thế phương lượng cong mày sau đó lại tiếp tục hỏi tôi còn nghe nói em bị thương hắn chăm sóc em suốt một đêm thậm chí ngay cả đến bệnh viện thay thuốc cũng đích thân đưa em đi anh ta cảm thấy câu hỏi của mình đã ám chỉ quá rõ ràng rồi chắc cô gái này sẽ có phản ứng khác mới đúng nhưng nhiếp nhiên lại không phải là cô gái bình thường có dịch đến gần phương lượng hỏi ngược lại đúng vậy rốt cuộc thầy muốn nói cái gì vẻ mặt quang minh chính đại đó khiến phương lượng cảm thấy hình như mình hoàn toàn suy nghĩ quá nhiều rồi cô gái trước mặt thản nhiên không chuột dạ một chút nào còn anh ta thì giống như một bà tím hóng chuyện nhưng có mấy lời anh ta không thể không hỏi rõ nếu không sẽ để lại mầm hỏa nhiệm vụ mới bây giờ của cô vẫn là ở thành phố a thân phận như cũ rất dễ khiến hoắc hoành nhân lúc này chiếm lấy anh ta khựng lại một chút cuối cùng vẫn hỏi hai người chắc không có quan hệ gì khác chứ ý cười trên khóe miệng nhiếp nhiên càng sâu hơn, thầy đoán xem. Đoán xem, phương lượng bị kiểu hỏi vặn lại liên tục này của cô làm cho không hiểu gì cả. Từ trước đến giờ cô gái này rất bướng bỉnh khó thuần làm ra chút chuyện khác người, anh ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhiếp nhiên, hắn là kẻ cấp, em là quân nhân, hắn trong tối, em ngoài sáng, em phải làm rõ quan hệ này. Phương lượng bắt đầu nóng nảy, ngay cả giọng nói cũng nhanh hơn rất nhiều. chương 285 chương 285 thân phận đối lập cùng lắm thì theo anh ta hai. Anh ta thật sự sợ cô gái này sẽ làm ra chuyện khiến người ta trở tay không kịp khó khăn lắm cô mới hoàn thành được nhiệm vụ này, không thể đến lúc đó tua ở trên tay hoác hoành được. Con gái mới biết yêu, rơi vào tình yêu, vì tình yêu, cái gì cũng vứt bỏ được. Trong khi phương lượng đang xoắn suýt, nhấp nhiên lại cười khẩy, vậy có là gì, nếu như thật sự là thích cùng lắm thì em theo anh ta. Phương Lượng vừa nghe thấy thế, lập tức vỗ bàn đứng bật dậy. Tức giận nói, em có biết em đang nói cái gì không? Lệ Xuyên Lâm cũng lập tức cau mày lại. Nhiếp nhiến lười biếng liếc anh ta, chỉ cười không nói gì tuy cười nhưng đáy mắt cô lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiển lửa giận vừa rồi của Phương Lượng lập tức bị dập tắt đi. Tính tình cô gái này khó đoán, đối chọi với cô nói không chúng sẽ chỉ phản tác dụng tôi không hy vọng cuối cùng học viên của tôi sẽ đi sai đường phương lượng bất đắc dĩ cứng rắn ném lại một câu như vậy vậy nếu như đã đi sai rồi thì sao nhiếp nhiên cười nhưng giọng nói lại trong trẻo lạnh lùng khiến hai cặp mắt đối diện như đồng thời dừng lại trên người cô phương lượng nhìn cô giọng vô cùng nặng nề vậy tôi sẽ bắt em về để tiếp nhận thẩm vấn của tòa án quân sự nhiếp nhiên cười nhún vai không trả lời nữa tôi nghiêm túc đấy thấy vẻ mặt cô phương lượng lại bồi thêm một câu đáng tiếc anh ta lại bị nhiếp nhiên làm lơ cô nhẹ nhàng xoay súng ở đầu ngón tay bỏ vào trong túi mình em còn có việc đi trước đây cô đứng dậy đi ra ngoài cửa thì nghe thấy phương lượng gọi với nhiếp nhiên cô hơi dừng bước đừng để tôi thất vọng giọng nói nặng nề của phương lượng vang lên sau lưng cô nhiếp nhiên đưa lưng về phía bọn họ thời gian giống như bị kéo dài chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh bên ngoài nhưng bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động Cô nhìn thẳng về phía trước cười khẽ, sau đó đi thẳng đây là ý gì? Phương lượng thầy cô không nói gì thì thấy khó hiểu. Không biết, lệ xuyên lâm đưa mắt nhìn theo đến lúc cô rời đi rồi mới thu hồi lại. Từ lúc xem xong nhiệm vụ kia, vẻ mặt cô đã u ám bất định, hỏi còn nhiều hơn trả lời, cũng rất kín miệng cô. Rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Xuyên Lâm đột nhiên phát hiện mấy tháng này ở bên cạnh nhau, anh ta không có cách nào hiểu được suy nghĩ và tư duy của nhất nhiên giống như cô vĩnh viễn nhanh hơn anh ta một bước đọc truyện tại web chuyên online. Com, vừa rồi anh ta nhìn dáng vẻ cô lúc nghịch súng, thủ pháp dứt khoát, rất lão luyện, không giống như một tân binh tại sao cấp trên lại liên tục giao nhiệm vụ cho tân binh như cô. Đặc biệt còn là thực hiện nhiệm vụ ám sát có hệ số nguy hiểm cực kỳ cao này. Chuyện này quá khác thường. Một loạt vấn đề không ngừng nhảy ra trong đầu anh ta, nhưng không làm sao giải được mà lúc hai người bọn họ cảm thấy nhức đầu về hành động khác thường của nhấp nhiên thì cô đã đi vào cửa hàng bách hóa bên cạnh. Thuận tay cầm một bộ quần áo đàn ông cùng với bản dùng thử đủ loại mỹ phẩm lên. Sau đó, cô đến phòng vệ sinh khoác quần áo lên người, cũng thuận thể thay đổi hình dạng sau khi chắc chắn tất cả đã được chỉnh sửa đầu vào đấy. Cô nhân lúc xung quanh không có ai chú ý chuồn ra ngoài theo cầu thang của nhân viên, cuối cùng chạy thẳng tới cửa hàng giày rách kia. chương 286 chương 286, thân phận đối lập cùng lắm thì theo anh ta ba. Bởi vì là ban ngày nên cửa hàng đang mở, nhiếp nhiến công khai đi vào, sau đó đá lên cửa gỗ. ầm một tiếng không nhẹ không nặng, cửa đóng lại. Khiến lão tam tử đang ngồi ở bên trong khoan thai xem tivi giật thót tim. Ông ta cau mày lại định chửi người, kết quả lại đối diện với gương mặt tươi cười của nhiếp nhiên lời lẽ thô tục suýt phun ra bị nghẹn lại ở cổ họng làm ông ta không cẩn thận bị sặc nước miếng ho khan một trận. Nhiếp nhiên thấy vẻ mặt sợ hãi của ông ta, cười chào hỏi, lão tam tử, gần đây sống tốt không? Cậu, 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 sao cậu lại đến đây? Lão tam tử vì quá kinh ngạc và kích động nên nói năng hơi lắp bắp. Lần trước cậu thanh niên này đến trước mặt ông ta cầm dao ngồi ở trong cửa hàng, cũng trắng trợn mỉm cười với ông ta như vậy tuy nói cửa hàng giày của ông ta chỉ là vỏ bọc về cơ bản không làm ăn gì. Nhưng như vậy cũng không chịu được có người cầm dao ngồi ở trong phòng khách. Con dao mỏng sáng lạnh lẽo kia xoay tròn ở đầu ngón tay cô, thỉnh thoảng tia sáng lạnh lẽo lại đập vào mắt khiến tim ông ta thắt lại, thật sự là không chịu nổi cuối cùng ông ta vẫn phải kìm nén. Chủ động hỏi cậu ta có chuyện gì cần giúp không, sau đó lại giúp cậu ta một chiếc xe tải đến bến cảng. Thời điểm đó, ông ta suýt nữa bị người ta phát hiện, khó giữ được cái mạng nhỏ này, bây giờ cậu ta lại chạy tới còn chào hỏi nói đã lâu không gặp với ông ta. Lão Tam từ thật sự muốn khóc, bắt nạt một ông chú trung tuổi như vậy hay lắm sao? Nếu không phải thấy tính tình cậu ta quái đản, nói không chừng thật sự sẽ ra tay độc ác với mình. Ông ta đã sớm chỉ vào mũi mà chửi rồi. Đã nói là ông phục vụ tốt cho nên khả năng quay lại cao mà. Cửa cửa hàng bị nhiếp nhiên đóng lại, bên trong phòng mờ tối cô cả lơ phất phơ đứng ở trước quầy. Quét mắt nhìn mấy cánh cửa sau lưng lão tam tử. Lão tam tử thấy cô đang quan sát lập tức quỳ xuống cầu xin, đại ca cầu xin cậu tha cho tôi đi. Nhìn cái dáng vẻ xấu xa kia của cậu ta, trời mới biết cậu thanh niên này lại muốn làm chuyện gì. Ngộ nhỡ phá hủy cửa hàng nhỏ của mình thì làm thế nào? Vậy sao được khó khăn lắm mới tìm được một chỗ phục vụ tốt giá cả hợp lý, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nhất nhiên gian xảo trả lời ông ta, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở giữa mấy cánh cửa rất lâu, cuối cùng rơi vào cánh cửa cũ kỹ bên trái sau đó cô đẩy cửa quầy ra đi thẳng vào lão tam tử thấy hình như cô muốn xông vào lập tức đứng ở trước mặt cô nơi này nơi này cậu không thể vào nhiếp nhiên thấy mình bị chặn đường mất kiên nhẫn đẩy nhẹ ông ta ai ngờ lão tam tử này lại quá yếu lảo đảo suýt nữa đập vào tường sau đó cô bước lớn về phía cánh cửa gỗ bí ẩn nhất kia phía trên treo ba cái khóa sắt lớn rất cũ kỹ gần như không có ai chú ý đến nhưng nhiếp nhiên lại phát hiện ổ khóa vô cùng sạch sẽ nhìn là biết thường dùng nhiếp nhiên lấy tay ước lượng ba cái khóa sắp to kia. Không có ý tiến một bước lúc này, lão tam tử mới thở vào một hơi, may mà có khóa cô không mở ra được đọc truyện tại web trên online. Còn những cảnh tiếp theo làm ông ta kinh ngạc lập tức hít một hơi lạnh, suýt nữa bị sặc nước miếng mà ho khan. Nhiếp nhiên lấy ra một chùm chìa khóa, chọn một lúc sau đó lấy ra một cái trong đó, nhét vào ổ khóa, khẽ xoay một cái cửa bị mở ra lão tam tử theo bản năng sờ túi mình quả nhiên chùm chìa khóa kia đã biến mất rồi. Trường 287 chương 287, thân phận đối lập cùng lắm thì theo anh ta bốn. Có lẽ lúc vừa rồi bị đẩy, cậu ta đã lấy mất chùm chìa khóa của mình rồi. Nghĩ mà xem, ông ta lan lộn trên con đường này nhiều năm như vậy, ông ta cũng biết chút ít về mấy thủ đoạn trộm đồ kia, nhưng tốc độ như vậy. Còn trong tình huống không cần bất cứ chút che giấu để phòng nào, hiển nhiên là cao thủ. Nhìn tuổi tác cậu ta cũng không lớn, sao lại có bản lĩnh giỏi như vậy, rốt cuộc là học được ở đâu? Lúc ông ta đang ngây ra, Nhiếp Nhiên đã mở hết ba cái khóa ra rồi đẩy cửa đi vào. Lão Tam từ thấy trước mắt không còn ai. Lúc này mới tỉnh táo lại, xong rồi, đó là phòng làm việc của ông ta. Vì vậy, ông ta lập tức cuống cuồng đi vào theo, giang hai tay ra chặn trước mặt cô cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhiếp Nhiên bị chặn ở cửa không hề tức giận, nhìn máy móc xung quanh một vòng phòng làm việc của ông thật đầy đủ công cụ không thể không nói bên ngoài nhìn rách nát nhưng bên trong lại lắp đặt không tệ hơn nữa những máy móc tinh xảo đặt trên bàn thí nghiệm cùng với ống nghiệm đang bốc khói kia thật thú vị cậu muốn làm gì lão tam tử thấy khóe miệng cô cong lên dựa vào kinh nghiệm của mình nụ cười này nhất định có mưu mô rảnh rỗi nên đi dạo chút thôi nhiếp nhiên thấy ông ta chặn ở trước mặt mình rất chướng mắt nhẹ nhàng đẩy vai ông ta ra người này thật giống như rơm giả không có dễ, đầy cái là ngã ngay đi dạo chỗ nào trước bây giờ. Chỗ này, hay là chỗ này? Nhiếp nhiên lầm bẩm chỉ hai bên phòng thí nghiệm, sau đó đi thẳng vào như trốn không người không, không phải. Cậu, lão tam tử vội vàng bò dậy tiến lên ngăn cản đồ mới thật. Nhiếp nhiên nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Rồi chọc tay vào những máy móc trên bàn thí nghiệm lão tam tử nhìn thấy mà run lên những dụng cụ kia đều rất tinh vi, không cẩn thận sẽ rất dễ làm hỏng. Cậu đừng động vào, đồ trong này đều rất quan trọng. Mỗi lần nhìn thấy cô động vào cái gì, lão tam tử chỉ có thể đi theo sau lưng cô không ngừng kiểm tra xem có bị hỏng không. V-K-E-B-T-R-U-I-E-N-O-N-L-I-N-E-C-O-M Trên mặt ông ta viết đầy bốn chữ vô cùng đau đớn, giống như con gái nhà mình bị đàn ông cưỡng bức. Quan trọng thế nào? nhiếp nhiên cầm một cái máy trên bàn lên nghịch sau đó xấu xa hỏi quan trọng đến thế à vừa dứt lời ngón tay cô đã thả lỏng ra đổ lập tức rơi xuống dưới lão tam tử chợt trợn to hai mắt căng thẳng a à, cẩn thận ông ta không quan tâm được gì khác nữa trực tiếp nhào qua nhưng ông ta mới nhào được một bốn nên rơi xuống đất vỡ tan tành đó được một cái chân đón lấy giữa không trung cậu lão tam tử tức giận trợn mắt nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nhiếp nhiên thấy hình như ông ta bị dọa thật vỗ vai ông ta sợ cái gì không phải là một cái máy lấy mẫu giải mã thôi sao sao phải sợ hãi thế lão tam từ cướp lấy cái máy đó ôm bảo bối nhà mình vào trong lòng lau rồi lại sờ sờ rồi lại lau đây là máy lấy mẫu mới nhất hôm qua mới đến rất đắt tôi nghĩ rất nhiều cách mới có được một cái như vậy nhiếp nhiên lạnh lùng liếc ông ta lại chơi những món đồ khác trên bàn nói cái này không phải là hàng mới hơn nữa cũng không phải là loại mới nhất chương 288 chương 288 thân phận đối lập cùng lắm thì theo anh ta nam. Nhiếp Nhiên thấy ông ta ngây ra, tốt bụng nói, ông bị lừa rồi. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể? Cậu, cậu dựa vào cái gì nói đây không phải loại mới nhất? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu biết loại mới nhất à? Lão Tam từ phản ứng mạnh, cho dù sợ hãi nhưng vẫn trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên vẻ mặt tức giận nhiếp nhiên đặt đồ trong tay xuống cầm lấy cái máy trong lòng ông ta tôi không biết loại mới nhất thế nào nhưng ở cái kẽ hở này có vết bụi ống kính cũng có dấu vết bị lau qua đây không thể nào là vết bụi dính vào sau khi ông mua ngày hôm qua được đúng không cho nên rõ ràng là đồ cũ cô chỉ ra mấy chỗ không dễ phát hiện lão tam từ dịch lại nhìn đúng là ở giữa kẽ hở có chút xíu bụi và dấu vết bị lau qua không không thể nào tại sao có thể là đồ cũ đây là loại mới nhất tôi dùng số tiền lớn để mua hình như ông ta không có cách nào chấp nhận mà nhìn chằm chằm cái máy đó vẻ mặt suy sụp như cha chết ừm ông bị lừa rồi nhiếp nhiên lại trần thuật sự thật này một lần nữa tiếp tục đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm nhiếp nhiên thấy ông ta ngồi trên ghế mãi không chịu nhúc nhích xét thấy lát nữa phải dùng phòng thí nghiệm của ông ta cho nên cô phá lệ an ủi ông ta một câu có phải loại mới nhất hay không thì đã làm sao chỉ cần có thể giải được mật mã giày thép cũng có thể thắng được chìa khóa lão tam tử ngây ra ba giây sau đó hoàn hồn lại cái tên nhóc này cái tên này đang an ủi minh à ông ta nghe nhầm đúng không người ta nói nắng hạn quá lâu quý mưa rào cho nên khi lão tam tử bị chèn ép quá lâu nghe được một câu an ủi của nhiếp nhiên xong lại hừ hừ kiêu ngạo nhìn cậu không lớn, giọng điệu lại thật lớn. Giày thép dễ dàng như vậy, sao vừa rồi còn trộm chìa khóa của mình? Chém gió, mà rất lâu sau, trong lúc vô tình ông ta thấy cô gái này xuất quỷ nhập thần cậy cửa phá khóa, mới hiểu câu nói đó của cô thật sự chỉ là trần thuật, không phải là chém gió gì cả. Tôi muốn dùng tạm phòng làm việc của ông. Nhiếp nhiên thấy cuối cùng ông ta cũng có phản ứng, không chút khách sáo ngồi xuống ghế, nói. Cái gì? lão tam tử vẫn còn đang kiêu ngạo nghe thấy thì lập tức chừng mắt lên với cô. Tôi không đồng ý, đồ vật trong này đều đắt tiền, hơn nữa có một số món đã không mua được nữa rồi, ngộ nhỡ cậu làm hỏng thì làm thế nào? Nhiếp nhiên nhìn cái dáng vẻ che chở con cái của ông ta. Sau đó bình tĩnh rút con dao quân đội lần trước lão tam tử bán cho mình ra, keng một tiếng ném lên bàn. Lão tam tử vội vàng trốn ra phía sau, run lẩy bẩy nói, cậu, cậu, cậu cậu muốn làm gì, lấy, lấy dao uy, uy hiếp tôi à? Có cho dùng không? Nhấp nhiên cầm chuôi dao, miết tay lên mặt dao. dáng vẻ thong thả ung dung kia khiến lão tam tử lập tức mất hết khí thế, cho. Đi ra ngoài, nhấp nhiên đặt dao lên bàn, ra lệnh đuổi khách. Ai ngờ, lần này lão tam tử lại rất kiên trì bất khuất, đứng ở bên cạnh bàn thí nghiệm ôm cái máy giải mã vừa bị nhấp nhiên đoán là đồ cũ kia, không, không được tôi sợ cậu làm hỏng đồ tôi. Tôi phải ở bên cạnh trong. Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, cầm dao gõ lên bàn keng một tiếng, làm lão Tam Tử sợ hãi tim đập thình thịch nhưng ông ta vẫn đứng thẳng tắp ở đó, giả vờ bình tĩnh cậu. Cậu đâm tôi, tôi cũng cũng phải ở bên cạnh trong. Nhiếp Nhiên rất bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn ông ta, sau đó chậm rãi cong khóe môi lên, được thôi. Cô cầm dao đi qua đó. Lão Tam Tử thấy cô cầm dao lao qua, lần này bị dọa tim suýt nữa ngừng đập, hô lớn một tiếng a. À. Cậu chơi thật à? rồi lập tức lãn một vòng chạy ra ngoài quỷ nhát gan. Nhìn dáng người tròn xoe như quả bóng lăn ra ngoài kia, Nhiếp Nhiên bật cười. Sau khi chắc chắn ông ta sẽ không quay lại, lúc này Nhiếp Nhiên mới quay về bàn thí nghiệm, dịch đồ của lão Tam tử sang bên cạnh, không thể phủ nhận người này không có khí phách lại sợ chết. Nhưng rất cố chấp với những món đồ nghiên cứu này. Hơn nữa cô có thể nhìn ra được những thiết bị này có từ khá lâu rồi, có điều người sử dụng rất cẩn thận và thận trọng, cho nên không có hư hại gì quá lớn nhiếp nhiên lấy khẩu súng John Browning xinh xắn tinh xảo kia ra khỏi túi, sau khi nhìn mấy lần thì thuần thục tháo báng súng xuống, cẩn thận kiểm tra một lúc lão tam tử cứ nơm nớp lo sợ đứng ở cửa. Sợ trong phòng thí nghiệm sẽ truyền tới tiếng các loại máy móc va và đập vào nhau. Nhưng may mà đợi 3-4 phút, ông ta không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào, làm ông ta tò mò muốn biết người kia ngồi trong phòng thí nghiệm đang làm gì. Sau khi suy nghĩ một lát, ông ta lén thò đầu vào cửa phòng làm việc, dưới ánh đèn chỉ thấy người kia tháo tung một khẩu súng ra, còn cầm một viên đạn trong tay nghiên cứu cẩn thận. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Còn nhìn trộm nữa, tôi sẽ móc mắt ông ra đấy. Nhấp nhiên vẫn nhìn viên đạn, nhưng lại nói với lão tam tử ở ngoài cửa lão tam tử vừa nghe thấy thế. Vội rụt ngay cổ về cậu ta không động đến đồ của mình là được rồi. Lão Tam tử tự an ủi mình, không có khí phách đứng ở trước quầy, nhưng thỉnh thoảng lại liếc cánh cửa gỗ kia. Đọc truyện tại web trên online. Com. Trường 289, tiệc tiễn biệt biến thành tiệc đón chào một. Thời gian chậm chậm trôi đi, lão tam tử thì càng ngày càng sốt ruột, đi đi lại lại ở trước quầy, nhìn cửa gỗ lại nhìn đồng hồ vì nhấp nhiên trong phòng tính tình quái đản. Ông ta chỉ có thể khổ sở cố thủ ở ngoài phòng khách cuối cùng qua hơn một tiếng đồng hồ tiếng nhấp nhiên truyền từ trong phòng ra tôi dùng xong rồi. Lão Tam Tử lập tức chạy vào như một làn khói. Đứng ở khoảng cách an toàn kiểm tra cẩn thận đồ trên bàn từ trên xuống dưới một lần, cậu không? Không động vào đồ gì khác chứ. Ông ta thật sự sợ người này làm loạn bàn làm việc của mình lên. Cái dáng vẻ sợ muốn chết nhưng vẫn chất vấn mình làm nhiếp nhiên không nhịn được liếc ông ta. Ném một khẩu súng trong tay cho ông ta, cái này tưởng cho ông cậu lấy sáng của tôi làm gì, tôi cải tiến rất lâu rồi, cậu làm hỏng thì làm thế nào? Lão tam tử rất ví trọng thổi thổi khẩu súng, rồi lại lau, sau đó nhẹ giọng lầm bầm một câu. Hơn nữa đây là súng tôi làm ra, cái gì mà cậu thưởng cho tôi? Nhiếp nhiên chỉ khẩu súng trong ngực ông ta, khẩu súng ống cải tiến này mặc dù hỏa lực bắn ra rất mạnh nhưng thời gian bắn lại dài. Cho nên tôi sửa lại ít đồ bên trong giúp ông, ông tự xem đi vừa rồi lắp xong khẩu súng của mình, cô vô tình nhìn thấy khẩu súng lục này, nhìn bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cô chớp mắt cũng biết bí mật trong này khẩu súng này nặng hơn súng bình thường rất nhiều, có lẽ lão tam tử đã bỏ ra rất nhiều công sức. Cho nên cô tháo khẩu súng kia ra, lấy từng viên đạn bên trong ra xem vì để vỏ đạn có thể duy trì lực bắn ra, ông ta làm rất dẹt và nhọn. Độ cong vận động đặc biệt tốt nhưng khuyết điểm chính là viên đạn lớn, gia tăng trọng lượng, thời gian chính là khuyết điểm chí mạng súng ngoại trừ việc chính xác ra thì còn phải nhanh, cho dù chậm 0.011 giây cũng có thể chết rồi có lẽ lão tam tử cũng biết khẩu súng này hơi cũ rồi, trên khẩu súng cũng không có hơi người. Chắc là chưa sửa xong, cho nên luôn để ở bên cạnh. Cái gì, cậu sửa giúp tôi, cậu không làm hỏng chứ? Lão Tam Tử lại kiểm tra cẩn thận trên dưới trái phải, vẻ mặt căng thẳng ở trong mắt Lão Tam Tử, người như nhấp nhiên rất ngang ngược vô lý. Chỉ biết dùng dao dọa người ông ta không tin cô biết sửa súng ống vũ khí nhiếp nhiên nhướng mày liếc ông ta cầm lấy khẩu súng trong tay ông ta lão tam tử nhìn thấy súng bảo bối của mình bị cướp mất lập tức giơ tay ra muốn lấy lại kết quả bị nhiếp nhiên lạnh lùng quét mắt qua ông ta lập tức giống như quả bóng bị xì hơi đứng ở bên cạnh chỉ có thể lo lắng nhìn cô nhiếp nhiên nhanh nhẹn dứt khoát lắp ống giảm thanh vào lại ném vào trong lòng lão tam tử ông tự thử không phải là sẽ biết sao cô cả lơ phất phơ gác hai chân lên bàn ngồi nghiêng người trên ghế chỉ cái bia đối diện lão tam tử nhìn khẩu súng kia, lại nhìn nhiếp nhiên tự tin trên ghế, cuối cùng vẫn đi đến cây bia trước mặt, giơ súng lên, ngắm bắn sau đó bắn một phát bục một tiếng. Viên đạn nặng nề bay ra khỏi nòng, trên cái bia lập tức hiện lên một cái lỗ màu đen. Lão tam tử không tưởng tượng nổi nhìn khẩu súng trong tay mãi. Trường 290 tiệc tiễn biệt biến thành tiệc đón chào hai đúng là nhanh hơn rất nhiều. Chuyện này, chuyện này làm sao có thể chứ? Ông ta đã sửa khẩu súng này gần hai tháng rồi, những thứ khác đều vô cùng hài lòng. Nhưng vấn đề tốc độ thì mãi không có cách. phá được. Sao người này chỉ mất có nửa tiếng đã phá giải được vấn đề này rồi? Thật sự quá thần kỳ. Lão Tam Tử dùng giọng nói kích động hưng phấn còn mang theo cả tò mò hỏi, "Sao? Sao cậu biết thời gian sẽ kéo dài, cậu còn chưa bắn thử mà?" Với đường kính của viên đạn và báng súng này, không cần bắn súng cũng biết. Nhiếp Nhiên lười biếng liếc ông ta. "Cậu, rốt cuộc cậu có lại lịch thế nào?" Lần này lão Tam Tử sợ quá mặc kệ tất cả, đi tới trước mặt cô kích động đến nỗi sắc mặt cũng đỏ lên, lần này ông muốn biến thành người điếc à? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn lão tam tử giống như bị hắt một chậu nước lạnh lập tức tỉnh táo lại lui về phía sau ba bước vậy vậy cậu nói cho tôi biết cậu sửa lại cái gì nhiếp nhiên dắt súng của mình vào hông ngồi chỉnh sửa lại quần áo ông tự nghĩ đi nếu thật sự là người có tài chắc chắn ông sẽ có thể nhanh chóng tìm ra lần này vẻ mặt lão tam tử vô cùng nghiêm túc giống như đang thề tôi nhất định có thể tìm ra cậu cứ đợi xem ồ không phải rất sợ tôi đến đây sao sao thế bây giờ không sợ rồi à nhiếp nhiên cố ý bước đến trước mặt ông ta một bước tôi tôi đâu có sợ ông ta theo bản năng muốn lùi về phía sau nhưng vì vừa mới nói như thế nên chỉ có thể sống chết đứng tại chỗ nhiếp nhiên nhìn bộ dạng sợ chết vẫn tỏ vẻ của ông ta cô không phản bác mà chỉ cầm con dao quân đội trên bàn lên nghịch nụ cười rạng rỡ trên mặt cổ và lưỡi dao lạnh lẽo bước người kia cuối cùng vẫn khiến lão tam từ không chịu nổi tôi sợ cậu đánh tôi lão tam từ đã trung tuổi rồi không còn nhiều tóc Dáng người cũng hơi mập. Nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn lại sợ hãi mang theo chút đáng yêu của ông ta, nhiếp nhiên không nhịn được cong khóe miệng lên cười. Cô chỉ khẩu súng trên tay lão Tam tử, cái này coi như là báo đáp việc ông cho tôi mượn dùng phòng làm việc của ông, tôi đi đây. Nói rồi cô đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc lão Tam tử vừa nghe thấy cô định đi thì cuống cuồng, lập tức đi theo, vậy lúc nào cậu lại đến? bây giờ sự cuồng nhiệt của ông ta đối với khẩu súng này đã vượt xa nỗi sợ hãi với nhiếp nhiên rồi ông ta chỉ muốn kéo nhiếp nhiên nói chuyện ba ngày ba đêm ai biết được có điều nếu như ông có thể tìm ra chỗ tôi cải tạo sau đó sửa thêm chút nữa mang bản vẽ ra chợ đen bán có lẽ ông có thể rời khỏi con hẻm nhỏ này rồi nhiếp nhiên cong môi lên vẫy tay với ông ta rồi quay người đi ra đầu ngõ lão tam từ cứ đứng ở cửa nhìn bóng người dần dần biến mất ở chỗ rẽ đầu ngõ như vậy ông ta nhìn khẩu súng, sau đó đóng cửa hàng sớm, tập trung tinh thần chui vào phòng làm việc của mình. Bắt đầu nghiên cứu khẩu súng này. Trạng vạng tối, sắc trời nhạt dần. Nhiếp nhiên thay bộ quần áo đó ra, sau khi tài trang, cô bắt taxi về khu nhà mình cô nhìn khẩu súng bên hông mình, để đề phòng hoác hoành ở nhà, đến lúc đó sẽ đến gần mình. Cô quyết định giấu khẩu súng đó đi. Vì vậy cô nhân lúc xung quanh không có ai, đặt khẩu súng vào trong hòm thư dưới tầng. Sau khi chắc chắn khóa kỹ rồi cô mới lên trên khoảnh khắc cô đẩy cửa vào nhà thì thấy bàn trong nhà bày đầy thức ăn, hoác hoành đã sớm ngồi ở cạnh bàn yên tĩnh đợi cô rồi. chương 291 tiệc tiễn biệt biến thành tiệc đón chào ba. Nhìn thấy cô vào nhà, anh cười hỏi, sao em về muộn thế? Nhiếp nhiên chỉ thức ăn trên bàn, Kinh ngạc không trả lời mà hỏi ngược lại chuyện gì thế này. Không phải Tết không phải lễ không phải sinh nhật sao lại làm một bàn đồ ăn lớn như vậy. Tiệc chia tay, không phải ngày mai em phải rời khỏi thành phố A rồi à. Hoác hoành tự tay đốt mấy cây nến xung quanh lên. Tôi xong, cô chỉ mải lo khẩu súng kia quên mất ban đầu mình nói muốn ra ngoài đi du lịch rồi. Nhưng người đàn ông này thật là biết chọn thời gian tiễn minh nhiệm vụ của cô vừa đến người này đã đến tiếng cô nhấp nhiên thâm ý nhìn người đàn ông bên cạnh sau đó cô đột nhiên cười khẽ một tiếng đi tới thoải mái ngồi xuống bên cạnh hoác hoành ngài hoác còn nói tôi hẹp hòi bây giờ xem ra người hẹp hòi nhất hình như là anh mới đúng có vẻ chất lượng của nến dạ tiệc này hơi kém rồi hoác hoành thấy cô chủ động ngồi ở bên cạnh mình kinh ngạc không nhịn được nhướng mày lên ý cười trên khóe miệng càng đậm hơn vốn dĩ muốn đi ra ngoài ăn những vết thương của em vừa mới lành miệng cho nên tôi mới bảo đầu bếp trong nhà làm bữa tiệc này cho em nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ta nhiếp nhiên nhìn bàn thức ăn đầy màu sắc gật đầu nhìn có vẻ rất ngon đúng là đã bỏ nhiều công sức nhìn màu sắc của những món ăn này không khác gì đồ ăn bình thường nhưng dịch lại gần người là biết nước dùng của những món ăn này không phải nước dùng bình thường mà đều là nước dùng dày công hầm rất lâu mới có nước canh trong veo như nước, không phải đầu bếp cao cấp sẽ không nấu được đến trình độ này. Ăn càng ngon hơn, Hoác Hoành múc một một bát nước canh cho cô. Em uống ngụm canh làm nóng, kích thích vị giác trước đã. Nhiếp nhiên cười nhận lấy bát, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, có kinh ngạc uống liền mấy ngụm nữa, ngon quá. Em thích là tốt rồi. Dưới ánh nến chập chờn, Hoác Hoành cẩn thận gắp thức ăn, rót trà, đưa khăn giấy cho cô nếu để cho người ngoài nhìn thấy cái dáng vẻ quan tâm chu đáo đó, chắc sẽ hâm mộ chết mất ngày mai em đi chuyển mấy giờ, có cần tôi đưa em đi không? Nhìn nhiếp nhiên cúi đầu dùng bữa không nói gì, hoác hoành vô tình hỏi một câu. Nhiếp nhiên không ngẩng đầu lên, nói, không cần, tôi không định đi nữa. Nghĩ đến việc mình không thể đi, còn phải bị hoác hoành thỉnh thoảng quấy dày, lại không thể phản kháng. Cô chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng vốn còn tưởng làm xong nhiệm vụ là có thể đi, ai ngờ nhiệm vụ thứ hai lại nhanh đến như vậy đọc truyện tại web truyện online. Có mất ông cô mừng hụt tại sao? Giọng hoắc hoành hình như hơi kinh ngạc. Nhiếp nhiên ở bên cạnh quay sang cố ý nhìn anh ta, sau đó lại cúi đầu vừa ăn vừa lúng túng nói, nghe nói bên kia đang là mùa mưa tôi không muốn đang chơi lại dính mưa chạy về khách sạn. Tôi sợ sốt lắm rồi. Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, đáy mắt hoắc hoành lướt qua ý cười. Vậy em muốn làm gì? nhiếp nhiên lắc đầu. Chỉ có thể tiếp tục tìm việc làm thôi, ông trời không cho tôi tiêu tiền, vậy tôi sẽ tích tiền, nói không chừng tích cóp mấy năm là có thể đủ tiền trả cọc nhà rồi. Em muốn tìm công việc gì? Hoác hoành gắp rau cải xào đặt vào trong bát cô, nhiếp nhiên ngoan ngoãn ăn hết sạch. Không biết chắc vẫn là việc hành chính thư ký. Cô đặt đũa xuống, lau miệng nói với Hoác hoành. mươi 292, tiệc tiễn biệt biến thành tiệc đón chào bốn. Hoác hoành nhấp một ngụm rượu vang anh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, còn nhớ mấy ngày trước tôi nói gì không? Nói cái gì, nhiếp nhiên ăn no uống say rồi nghịch đôi đũa trên bàn, nghiêng đầu hỏi. Bảo em làm thư ký của tôi. Nhìn dáng vẻ mỉm cười của Hoác Hoành, nhiếp nhiên lắc đầu liên tục chỗ anh quá đáng sợ. Đáng sợ, vẻ mặt Hoác Hoành hơi thay đổi anh lập tức nghĩ tới lần trước bảo cô nổ súng bắn lão tứ, có lẽ chuyện đó đã tạo thành bóng đen tâm lý của cô với công ty anh. Vì vậy, anh tức giận nói, tôi là con gọp ăn thịt người, hay hoác thị là quái thú ăn thịt người. Hoác thị, quả nhiên, cô gái này vừa nghe thấy là hoác thị. Mắt lập tức sáng lên hoác hoành cưng chiều véo mũi cô, ừm, hoác thị. Vậy, đãi ngộ như thế nào? Nhiếp nhiên rẻ giặt hỏi hoác hoành đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn cô, em muốn đãi ngộ thế nào? cô cắn môi cúi đầu suy nghĩ rất lâu rụt rè hỏi chỗ anh có đãi ngộ như chỗ lưu tổng không hoác hoành còn tưởng là cô sẽ nghĩ ra điều kiện gì ghê gớm cô gái nhỏ này từ trước đến giờ lắm mưu nhiều kế khôn ngoan xảo quyệt anh sợ mình không thể thỏa mãn điều kiện của cổ nên khá căng thẳng hóa ra cô gái này đúng là đồ tham tiền mà chỗ lưu tổng có đãi ngộ gì chỗ tôi sẽ cho em gấp đôi thế nào được hoác hoành thấy mắt cô sáng lấp lánh Ai không biết cô gái này đang giả vờ có lẽ sẽ bị cô lừa thật. Em thật đúng là không biết khách sáo. Nhiếp nhìn híp mắt cong môi cười ai sẽ khách sáo với tiền chứ. Nụ cười trên khuôn mặt cô muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc. dáng vẻ ngốc nghếch đó khiến Hoác Hoành không nhịn được muốn trêu chọc không phải em nói ở bên cạnh tôi rất đáng sợ rất dọa người sao. Hà, khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt lập tức cứng lại cô đào mắt. Sau đó nhìn về phía Hoác Hoành vậy tôi có cần bảo anh trả tôi thêm chút tiền lương không hoác hoành đang chờ cổ cầu xin tha thứ nghe thấy thể suýt nữa làm đổ ly rượu vang trên tay không nhịn được bật cười em thật là biết lợi dụng sơ hở đấy nụ cười nhẹ nhàng như ngọc của anh dưới ánh nến càng động lòng người hơn đó là do tôi thông minh người tìm người thông minh cũng đặc biệt thông minh nhiếp nhiên cười ngây ngốc may mà cô không đi còn ở lại bên cạnh mình thật tốt vậy thì bữa tiệc tiễn biệt nên đổi thành bữa tiệc đón chào rồi nhiếp nhiên mỉm cười hiếm khi cô chủ động nâng ly hoác hoành nghịch cái ly cổ cao trong tay nhìn gương mặt cô đột nhiên có cảm giác muốn dùng khăn giấy lau hết những thứ dư thừa trên mặt cô đi để nhìn khuôn mặt thật của cô anh hơi nhớ đôi lông mày lá liễu cong cong đôi mắt sắc bén sự cố chấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó ngài hoác nhiếp nhiên thấy anh ta cười nhìn mình nhưng mãi mà không nâng ly lên không nhịn được khẽ gọi một tiếng chương 293 tiệc tiễn biệt biến thành tiệc đón chào năm. Hoác hoành hoàn hồn lại. Anh cong khóe miệng lên, chủ động chạm vào ly rượu của nhiếp nhiên, ly thủy tinh đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lành, bữa tiệc này của em thật cao cấp. Lại để tổng giám đốc tôi đây đích thân làm khách quý. Là vinh hạnh của tôi. Vì uống rượu nên đôi mắt nhiếp nhiên càng thêm lấp lánh. Hoác Hoành liếc cô, anh nhớ đến nụ hôn buổi chiều hôm đó, cổ họng hơi căng ra anh vội vàng uống mấy ngụm rượu, đè nén sự nóng bỏng kia xuống. Nhiếp nhiên lại hỏi, vậy tôi vẫn làm trợ lý thư ký à? Không phải, Hoác Hoành bình tĩnh nói, em làm thư ký riêng của Hoác Tầng. Thư ký riêng, nhiếp nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt không phải là anh ta đang nói đùa chứ. Thư ký riêng chẳng khác nào là thư ký trưởng rồi công việc ở hoác thị không chỉ lớn hơn công ty của lưu trấn một chút tầm quan trọng của thư ký diêm cũng không hề nhỏ hơn nữa cô vừa đến đã đè lên đầu đám người cũ kia chắc chắn không thể làm mọi người nề phục vậy thì sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng vô hạn cho công việc của cô chẳng trách anh ta trả mình lương gấp đôi hóa ra là không muốn mình dễ chịu tôi vượt đi làm đã nhận chức vụ cao thế à không như vậy không hay đâu tôi vẫn chưa quen công việc nhiếp nhiên cười thoái thác em tưởng tiền lương của tôi là cho không em à buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự. Đến lúc đó em đi báo cáo. Hoác hoành không khách sáo bày ra dáng vẻ ông chủ bóc lột nhân viên, không làm tốt sẽ trừ lương. Nhiếp nhiên cau mày lại, nhỏ giọng hỏi, tôi có thể hối hận không? Hoác hoành cười càng vui vẻ hơn, em đã mời tôi ăn bữa tiệc này rồi, muốn trốn cũng không kịp nữa đâu. Biết ngay cái người này không tử tế gì mà khốn kiếp, khốn kiếp. Sớm biết như vậy cô đã từ chối cái công việc chết tiệt này rồi trong phòng, một người ý chí xa sút một người tươi cười. Bầu không khí thật sự rất kỳ dị. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc nến cháy hết. Đồ ăn trên bàn cũng gần hết, hoác hoành khoác âu phục lên, nói, không còn sớm nữa, chỗ này để ngày mai tôi bảo cô Vương thu dọn, em nghỉ ngơi sớm đi, qua mấy hôm nữa thì đi làm. Ồ, tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi ngày mai đi báo cáo nữa. Nhiếp nhiên cúi đầu lầm bầm lượng công việc ở Hoắc Thị lớn hơn chỗ Lưu Tổng nhiều, em mới khỏi ốm, vết thương ở eo vẫn cần phục hồi, cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Được, nhiếp nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi. Bởi vì nhiếp nhiên đã hết cảm, vết thương trên eo cũng đã không cần thay thuốc nữa. Hoác Hoành cũng không còn lý do tiếp tục ở lì ở đây huống hồ bây giờ anh lại có lý do hay hơn để dẫn cô gái này ra ra vào vào rồi, không so đo thời gian buổi tối nữa. Quan trọng nhất là buổi tối người đau khổ ngủ ở trên sofa vẫn là mình, có thể nhìn mà không thể ăn, quá tổn hại sức khỏe cho nên sau khi sức khỏe của nhiếp nhiên đã ổn, anh cũng nên rời đi thôi. Trong bóng tối, khẩu súng John Browning kia hiện lên ánh sáng rét lạnh, khóe miệng nhiếp nhiên khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.